Công an huyện Yên Mỹ vừa điều tra làm rõ vụ một nhóm đối tượng từ 16 đến 18 tuổi thực hiện 3 vụ cướp tài sản trên địa bàn huyện Yên Mỹ và thị xã Mỹ Hảo. Sáng ngày 19 tháng 8, Công an huyện Yên Mỹ nhận được đơn trình báo của một công dân quê tỉnh Thái Bình đang làm việc tại một công ty trong khu công nghiệp Phố Nối A. Trước đó, rạng sáng ngày 19 tháng 8, công nhân này đi trên đường vắng thuộc thôn Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, thì một nhóm chặn xe sử dụng đao đe dọa rồi chiếm đoạt một xe máy cùng số tiền trên 1,3 triệu đồng và một điện thoại di động. Đến 10 giờ 30 phút ngày 20 tháng 8, Công an huyện Yên Mỹ làm rõ và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 5 đối tượng sinh từ năm 2005 đến 2007, cư trú tại các xã Đồng Than, Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang và xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm là thủ phạm gây ra vụ cướp này. Phối hợp với Công an thị xã Mỹ Hào, Công an huyện Yên Mỹ xác định nhóm đối tượng này cũng chính là thủ phạm gây ra hai vụ cướp xảy ra vào ngày 14 tháng 8 và 18 tháng 8 trên địa bàn huyện Yên Mỹ và thị xã Mỹ Hào, thu giữ thêm một thanh đao và 4 chiếc xe máy.